mình là vậy nên ta mới đi ăn đó anh mà trâu cháu nai đi nhà đi nhà này đó ta đi nhà là cháu đủ để mẹ kinh sinh đó cho bà đấy nên ta mới biết cho mẹ công nhân đi ra đó ở đây rồi lại bây giờ hàng đã công nhân đi vào chị ta khó đâu mà vào đây là mà dễ để làm gì chị cứ giao chị để trường mà ta mới ở chỗ này giao chị để thế thì ta mới ở chỗ này giao mà anh nghe ba ga đó để nghe ông ấy xin để ở trên đồ bùi để cái sao để mà lấy tiền đi cho cháu bảo anh sao biết thế ở trên ba ga đó à lê à na lê na lu để cái sao để mà lấy má má nó mới lấy cũng để xin giao mẹ đâu phù là chú nó để cho tao đi làm về để khi ở đây hồi đó mẹ rồi để lấy cũng đi giao cho mẹ đó đang nhìn ba anh để cô anh để là còn đó lấy xì để khi đó nhưng mà giờ các con mang đàn là dùng về hai năm ra bộ để ông đồng ý để cho nên mà đó anh về thì là tập đi anh chị của anh nào đi đó vì như là đó đã nè anh chị mà nên đi lâu anh nè mà phải chi đó đấy à kha nên thì mà bà nên có một đàn nè giống ta đó là đi là nó cho lại cho nên phải anh chị mà có ô anh về ra nè tu ba giống ta ya à về tu ba chỉ phải mất tâm mà nên cho lại cho nên phải ôm nhau ya nào vậy.